Mình vào Việt Tre em vào đúng ngày mùng 2 tháng 1 năm 2007. Vào ngày 1 tháng 6 2003. Năm 2004. Mới bắt đầu vào đây làm từ năm 2007. 15 năm 8 tháng 3 ngày. Nếu mà để mà theo cái bảo hiểm ấy thì nó rơi vào cái tháng 7 năm 2007. Thì vào đây con nhà chị đã được 2 tuổi là 2007 chị mới vào đây. Cái văn phòng gì mà nó bé tí đó, cái nhà bé mà nó sâu. Thực ra là tôi cũng không biết rõ cái địa chỉ này, là chỉ biết là ngoài bờ đê của Thượng Thanh ấy. Và có những lúc nóng quá thì tất cả anh em cũng chỉ có vài cái quạt và rúm rụm vào nhau thôi. Nên là lúc đấy cơ sở vật chất nó rất là nghèo nàn. Lúc bấy giờ các sếp cũng căng thẳng. Ví dụ như là nhiều lúc cũng rất là bức xúc. Như là một cái gì đấy mà nó không có lối thoát ấy. Rồi có thể là không, các anh không đồng hành được với nhau nữa. Thì cô khóc, lúc đấy cô khóc. Thời điểm bấy giờ thì thực sự là nó khác bây giờ rất là nhiều. Thành đạt lắm, bài bản, từ con người nó thay đổi này. Về làm ăn này, cái đường đi lối bước của Xuân Hải Mỹ Việt khác hẳn đến trước nhiều. Như là một người con mà không thay kịp áo quần cho con ấy. Đến cái tầm 17, 7 gãy sừng trâu, cố gắng để vượt tiếp tục những cái chướng ngại vật trước mặt. Thứ nhất đấy là cái sự hoành tráng là một. Thứ hai đó là sự đoàn kết. Và thứ ba đó là sự hỗ trợ. Đúng rồi, ngày xưa thì Việt Tre ra trận thì nó cũng nhỏ, như là mình mang quốc xẻng đi chiến trận. Nhưng mà nói về bây giờ thì nó là mạnh, nó lớn mạnh. Nó như là bây giờ mình đã ra trận rồi là nó có đầy đủ vũ khí, xe tăng Đại Bác và tất cả các cái vũ khí hiện đại. Nói về Việt Tre là rất là lớn mạnh. Anh nhìn em nhé.